Ngọc Thơ, Thời báo chấm D kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thanh tra và giám sát thanh tra AFA Tiếng Việt ngày 12 tháng 6 có bài bình luận Thanh tra chồng thanh tra có giúp xóa được tham nhũng tiêu cực Hình ảnh bài trên AFA Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam ông Nguyễn Hồng Diên mới đây chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra về quản lý và cung ứng điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN Đoàn thanh tra gồm lãnh đạo các cục liên quan trong Bộ Công Thương, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân được phân công trực tiếp chỉ đạo cuộc thanh tra. Đồng thời cùng với việc thành lập đoàn thanh tra, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu lập thêm một đoàn giám sát thanh tra, AFA cho biết. Tuy nhiên theo AFA, nhiều người cho rằng việc thành lập thêm một cấp như thế là điều không hợp lý, tốn tiền thuế của người dân. AFA dẫn quan điểm của nhà báo Võ Văn Tạo nói thanh tra là thanh tra chứ lại còn có đoàn giám sát thanh tra nữa mà cả hai đều là do bộ ra quyết định thành lập thì nó rất lạ lùng, lố bịch và buồn cười. Giả sử đoàn giám sát đó không được sạch sẽ thì càng chết, lại thêm một tầng nấc đè đầu cưỡi cổ nhân dân, tốn ngân sách nhà nước từ tiền thuế của người dân. AFA cho biết mục đích giám sát hoạt động của đoàn thanh tra được nói là nhằm theo dõi nắm bắt được việc chấp hành pháp luật tuân thủ chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra và ý thức kỷ luật của trưởng đoàn thanh tra cũng như thành viên đoàn thanh tra. Trường hợp phát hiện đoàn thanh tra hay thành viên đoàn thanh tra có hành vi vi phạm pháp luật, trưởng đoàn giám sát thanh tra có quyền xử lý theo thẩm quyền, kiến nghị với người có thẩm quyền xử lý hoặc chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra để truy cứu trách nhiệm hình sự. Hình ảnh nỗi khổ mất điện mùa nắng nóng AFA dẫn quan điểm của bác sĩ Đinh Đức Long cho rằng trên thực tế cán bộ thanh tra là con người và có những đoàn thanh tra đã bị mua chuột nên kết quả không khách quan. Tôi chỉ hỏi một câu đơn giản, ông Trần Văn Truyền tiền đâu mà ổng xây dinh thự nhiều nghìn tỷ ở Bến Tre trong khi ổng chỉ là thanh tra chính phủ thôi. Tiền đâu mà nhiều thế, rõ ràng là ổng ăn đút lót chứ còn gì nữa. Được biết ông Trần Văn Truyền, nguyên tổng thanh tra chính phủ, người từng giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy Bến Tre, ông và gia đình có sở hữu 6 ngôi nhà ở Bến Tre và một ngôi nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. phải dẫn bình luận của luật sư Đặng Trọng Dũng cho rằng: Cái cách làm này cho thấy họ không tin nhau nữa. Họ có cách để bắn tiếng cho nhau biết sự việc nó như thế nào. Mình giả dụ có một đoàn thanh tra công ty điện lực thì đoàn giám sát phía trên có những nhận xét trái chiều lại nhận xét của đoàn thanh tra vừa mới làm nhiệm vụ thanh tra thành ra việc tổ chức một hệ thống như thế về mặt pháp luật việt nam là không thể chấp nhận được thế nhưng tại sao họ vẫn tổ chức làm như thế ngay trong cơ chế của nó có những cái tổ chức trồng chéo nhau và gần như là họ có những bộ phận để bên nhau họ chưa làm gì hết nhưng đã bày binh bố trận để phản bác kết quả thanh tra nếu họ không đạt được những mục tiêu họ mong muốn Họ cố làm ra vẻ có một cơ chế giám sát quyền lực, nhưng thật ra họ tổ chức như thế để đáp ứng dư luận sôi sụp của người dân về công ty điện lực. Hình ảnh mối nguy hiểm do tình trạng mất điện gây ra. AFI cho biết trước tình trạng nhiều địa phương bị cắt điện luân phiên từ đầu tháng 6 vừa qua, đại diện EVN thông tin với truyền thông nhà nước cho rằng việc thiếu hụt công suất khi nhu cầu tăng cao có thể gây ra nguy cơ mất an toàn cho hệ thống điện nên cần cắt điện luân phiên. AFA dẫn lời ông Trần Việt Hòa, cục trưởng cục điều tiết điện lực thuộc Bộ Công Thương cho hay, tính đến ngày 6 tháng 6 hầu hết các hồ thủy điện về mực nước chết, riêng thủy điện Lai Châu, Sơn La xuống dưới mức nước chết. Thủy điện Hòa Bình còn nước nhưng chỉ đủ phát điện đến ngày 12, 13 tháng 6. Tuy vậy, Bộ Công Thương khẳng định đã có nhiều giải pháp để đảm bảo cung ứng điện, như việc có nhiều văn bản chỉ đạo đảm bảo cung ứng nguyên liệu than, khí cho phát điện, AFA cho hay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Thanh tra và giám sát thanh tra. Bề dày thành tích của ông tướng Phạm Bá Hiền Ngày 8 tháng 6, trên trang Facebook cá nhân của nhà báo Lưu Trọng Văn có bài ông Hiền là ai mà lên lon thiếu tướng. Nhà báo liệt kê các sự kiện có liên quan đến nhân vật Phạm Bá Hiền. Theo đó, ngày 8 tháng 5 năm 2018, báo bảo vệ pháp luật đăng bài Cụ bà thỉnh thoảng bán rau, xây biệt thự khủng, trong đó có nội dung sau. Ông Phan Tiến Dũng, trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện cho biết, trước đó anh này, tức ông Hiền, vẫn làm buôn bán thị trường vải trong Sài Gòn, sau đó mới xác nhập vào công ty của Bộ Quốc phòng. Khi xác nhập thì bắt đầu anh này mới nhảy sang quân đội. Tiền để làm những căn nhà này thì bình thường trong Sài Gòn có rất nhiều nhà như ở đây. Hình ảnh status trên trang cá nhân của nhà báo Lưu Trọng Văn. Ngược thời gian xa hơn, ngày 22 tháng 8 năm 2002, VN Express đăng bài khởi tố vụ trốn thuế tại công ty Thăng Long. Theo đó, cơ quan điều tra hình sự quân khu thủ đô thực hiện xem xét hành vi trốn thuế tại chi nhánh 3 công ty Thăng Long thuộc Bộ Quốc phòng. Đồng thời ông Phạm Bá Hiền, phó giám đốc chi nhánh cũng bị khởi tố bị can. Chi nhánh này đã trốn thuế nhập khẩu hơn 1,18 triệu mét vải và hàng trăm ngàn tấn sợi. Đồng thời còn sửa tờ khai xuất xứ hàng hóa CO dùng giấy tờ và con dấu giả, nhập thừa 310.000 mét vải và 4.100 kg vải vụn tổng trị giá hàng sai phạm là 560.000 USD. Nhà báo cho biết, theo báo thanh niên mà VN Express đăng lại, thì hồ sơ về vụ phạm pháp xảy ra tại công ty Thăng Long, thành phố Hồ Chí Minh cho thấy đơn vị này đã liên tục vi phạm các thủ tục hải quan, tài chính khi nhập khẩu hàng. Riêng chi nhánh 3 chỉ hoạt động theo cách mượn pháp nhân công ty để cho các đầu nậu trong thành phố nhập vải sợi. Các vụ gian lận thương mại xuất hiện tại công ty Thăng Long từ cuối những năm 90. Trong 4 chi nhánh của đơn vị này, chi nhánh 3 do Phó Giám đốc Phạm Bá Hiền phụ trách có lối làm ăn liều lĩnh nhất. Theo tài liệu của cơ quan chức năng, từ tháng 7 năm 2001 đến tháng 7 năm 2002, chi nhánh 3 đã 9 lần bị Cục Hải quan thành phố xử phạt vi phạm hành chính về hải quan, trong đó 3 lần vi phạm chậm làm thủ tục, 4 vụ nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng, Hai vụ gian lận về nhập khẩu vải, có người cho rằng vụ này với số tiền trốn thuế lên đến 370 triệu đồng, lẽ ra phải bị khởi tố hình sự. Hình ảnh thiếu tướng Phạm Bá Hiền, nhân vật đang hot hiện nay. Vẫn theo báo Thanh niên thì việc làm ăn khuất tất của Hiền bị lật tẩy ngày 28 tháng 5 năm 2002 khi chi cục quản lý thị trường thành phố phát hiện văn phòng chi nhánh 3 tại số 17 Hàng Thuyền và 65B Mạc Đỉnh Chi, thành phố Hồ Chí Minh hoạt động không phép. Thực chất, chi nhánh này lấy pháp nhân công ty Thăng Long để khoán cho 14 thương nhân kinh doanh vải sợi hàng đầu tại thành phố nhập hàng, sau đó xuất hóa đơn bán theo yêu cầu của họ để hưởng lợi. Ông Hiền đã móc nối với thương nhân nước ngoài dùng hai bộ chứng từ để trốn thuế nhập khẩu và thuế VAT. Ngoài ra, Hiền còn dùng một bộ tờ khai xuất xứ hàng hóa CO gốc của nước ngoài cho in lại, sau đó ghi số lượng và giá thấp hơn nhiều. Bằng thủ đoạn này, chỉ trong 6 tháng trước khi bị phát hiện, chi nhánh ba đã gian lận 115 bộ hồ sơ hải quan, khai chênh lệch với số vải thực tế là 800.000m và 50.000kg, trị giá hơn 450.000 USD. Nhà báo kết luận, vậy là đã rõ chân dung ông Hiền để hiểu vì sao tại tòa nhà biệt thự khủng xây năm 2016 vừa qua ông Hiền tổ chức tiệc lên lon thiếu tướng lại bị dư luận xôn xao lên án đến vậy. Đúng như bác cả trọng nói cái gì mà dân không biết. Nhưng điều ngạc nhiên, thậm chí rất ngạc nhiên là tại sao một người có nhiều vi phạm gian dối kinh tế trong 20 năm qua lại vẫn được ai đó tin dùng, thăng quan tiến chức, tư lệnh cả một binh đoàn với 12.000 người và được thăng cả hàm thiếu tướng như vậy. Ngạc nhiên nữa không hiểu tại sao với bề dày thành tích trên, ông Hiền lại được các lãnh đạo cao nhất của tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng khi ông ta lên lon thiếu tướng trọng thị tưng bừng đến như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm đê với bản tin bề dày thành tích của ông tướng Phạm Bá Hiền. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo d